Dự báo giá tiêu ngày 22 tháng 9 năm 2024, nguồn cung hạt tiêu vẫn tiếp tục hạn chế trong 3 năm tới. Tại giá tiêu thế giới, cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế IBC, kết thúc phiên giao dịch gần nhất. IPC nghiêm yết giá tiêu đen lam của Indonesia ở mức đạt 7.715 đô la mỗi tấn, giá tiêu trắng muôn to ở mức 9.305 đô la tấn. Giá tiêu đen Asta 570 của Rajin ở mức 6.900 đô la tấn. Giá tiêu đen Asta của Malaysia ở mức 8.800 đô la mỗi tấn. Giá tiêu trắng Asta của nước này đạt 11.200 đô la tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở mức 6.800 đô la tấn với loại 500 g mỗi eo, loại 550 g eo ở mức 7.100 đô la mỗi tấn. Giá tiêu trắng ở mức 10.150 đô la mỗi tấn. Hiệp hội hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, VBSA, nhìn nhận nhiều năm qua thị trường hạt tiêu thế giới bị khủng hoảng thừa khiến giá giảm mạnh. Tại Việt Nam, có thời điểm giá tiêu chỉ còn 35.000 đến 40.000 đồng/kg khiến người nông dân không còn động lực sản xuất và duy trì nên đã chuyển sang những loại cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn, nhiều nhất là sầu riêng. Diện tích trồng tiêu theo đó cũng giảm mạnh. Nếu năm 2020 còn trên 130.000 hecta thì đến cuối năm 2023 chỉ còn khoảng 120.000 hecta. Bên cạnh đó, nắng nóng gây gắt kéo dài do ảnh hưởng của hiện tượng Enino cũng ảnh hưởng đến năng suất. Những yếu tố đó khiến sản lượng hồ tiêu Việt Nam năm 2024 giảm đáng kể. Trên thế giới thì lượng hàng tồn kho của các nước giảm. Đó là những lý do khiến giá hạt tiêu tăng trở lại. Do diện tích trồng tiêu sụt giảm mạnh và hiệu quả kinh tế không bằng những loại cây khác nên nguồn cung hạt tiêu vẫn tiếp tục hạn chế trong khoảng 3 năm tới. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 9 năm 2024 đạt 7.278 tấn, trị giá 45,4 triệu đô la tăng 1,1% về lượng và tăng tới 72,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái lũy kế từ đầu năm đến ngày 15 tháng 9 năm 2024, xuất khẩu tiêu đạt 190.208 tấn, trị giá 923,3 triệu đô la giảm 2,5% về lượng nhưng tăng 44% về trị giá so với cùng kỳ. Indonesia và Brazil vẫn là hai quốc gia cung cấp hạt tiêu chính cho Việt Nam với khối lượng đạt lần lượt là 359 tấn và 245 tấn. Tại thị trường trong nước, giá tiêu hôm nay ngày 21 tháng 9 năm 2024 tại các vùng trọng điểm tăng, giảm trái chiều từ 500 đến 1.000 đồng kg so với ngày hôm qua và giao dịch quanh mốc 148.000 đến 152.000 đồng mỗi kg, giá mua cao nhất tại các tỉnh Đắk Lắc là 152.000 đồng kg. Theo đó, giá tiêu Đắk Lắc được thu mua ở mức 152.000 đồng kg tăng 1.000 đồng kg so với ngày hôm qua. Giá tiêu chư xe gia lai thu mua ở mức 149.000 đồng/kg tăng 500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá tiêu đắt nông hôm nay ở mức 150.000 đồng mỗi kg, giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Tại Bình Phước giá tiêu hôm nay ở mức 149.000 đồng mỗi kg, giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Tại bà rịa Vũng Tàu ở mức 148.000 đồng mỗi kg giảm 1.000 đồng kg so với ngày hôm qua. Dự báo giá tiêu ngày 22 tháng 9 năm 2024 tăng, giảm trái chiều.